quay trở lại với kênh của chị Bibi. Hôm nay chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình làm những con mắt siêu to khổng lồ từ những đồ dùng mà chúng mình hay vứt đi hàng ngày đấy. Đầu tiên, các em chuẩn bị cho chị tờ giấy báo cũ, màu vẽ, nắp cốc nhựa, băng dính hai mặt, cọ vẽ, kéo, bút dạ, dây duy băng và dao dọc giấy. Tờ giấy báo cũ, các em vò lại to khoảng gần bằng một nắm tay của các em. Sau đó, chúng mình lấy nắp cốc nhựa, lấy bút dạ vẽ một hình tròn lên phần đầu của nắp. Rồi tiếp tục, các em dùng dao rạch giấy để cắt bỏ phần mình vừa vẽ. Các em sẽ lấy phần báo mà mình vừa vò đặt vào giữa của cốc nhựa. Sau đó dùng băng dính hai mặt để cố định nó lại. Chúng mình nhớ nhé, phải dán thật chắc vì đây chính là con ngươi của con mắt đấy. Phần báo còn lại, các em cắt thành những mảnh nhỏ và để vào đĩa như thế này. Chúng mình cắt càng nhỏ càng tốt nhé. Chị Bibi sẽ lấy một cốc nước có sẵn, sau đó đổ keo sữa vào với tỷ lệ là 1:1. Lấy cọ, khuấy đều, hỗn hợp keo sữa và nước lên. Có vẻ đều rồi đấy. Rồi bây giờ chúng mình sẽ quét hỗn hợp này lên toàn bộ con mắt và sau đó dán từng mảnh giấy báo vào con mắt của mình. Công đoạn này hơi lâu một chút. Chúng mình đắp giấy báo càng kín thì tí nữa chúng mình tô màu càng dễ và màu lên sẽ đẹp hơn nhé. Bây giờ chúng ta phải thật kiên nhẫn để đợi cho lớp giấy báo cùng hỗn hợp keo sữa nước khô lại thì chúng ta mới tô màu lên được. Cuối cùng thì con mắt của chị Bibi cũng đã khô, chúng mình cùng tô màu thôi. Chị Bibi sẽ tô màu trắng cho toàn bộ con mắt nhé. Bây giờ chị sẽ lấy màu hồng để tô một ít ở phần viền cho mắt trông nó thật tự nhiên. Rồi chấm chấm thêm một chút màu đỏ nữa. Tiếp theo, chị Bibi sẽ tô phần mắt lồi ra bằng màu xanh dương. Và đương nhiên là chúng ta sẽ tô con ngươi bằng màu đen rồi. Các em có thể lấy màu đen pha với màu xanh dương để tô phần viền phía dưới cho con mắt, giúp con mắt có độ sâu hơn nhé. Trong lúc chờ đợi phần con ngươi khô thì chị Bibi sẽ lấy bút dạ đỏ để vẽ những mạch máu li ti cho con mắt. Chúng ta sẽ vẽ những mạch máu như những cái rễ cây ý các em ạ. Hoặc bạn nào có thể liên tưởng giống những tia sét cũng đúng đấy. Bây giờ chị Bibi sẽ vẽ hai chấm tròn màu trắng cho con mắt, giúp con mắt của chúng ta thêm long lanh hơn. Cuối cùng, các em lấy hai dải duy băng dán vào con mắt để chúng ta có thể đeo được nó nhé. Vậy là chị Bibi đã hoàn thành xong con mắt của mình. Các em hãy tự sáng tạo và tạo ra một con mắt độc nhất vô nhị cho riêng mình. Và chị Bibi tin rằng nếu các em đeo con mắt này đến bữa tiệc hóa trang hoặc bữa tiệc sinh nhật của bạn thì bạn nào cũng phải trầm trồ đấy các em ạ.
Nếu các em thích con mắt siêu to khổng lồ này thì hãy like và ấn đăng ký kênh BB Channel để có thể theo dõi được thật nhiều những video thú vị tiếp theo nhé. Bye bye, chào tạm biệt các em.